9 công dụng kỳ diệu của ngải cứu tìm đâu cũng có nhưng rất nhiều người không biết. Ngải cứu từ lâu đã được biết đến là một loại thảo dược có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Chúng được trồng rất phổ biến trong vườn nhà, các gia đình tại Việt Nam. Đây cũng là cây thuốc nam không thể thiếu trong nhiều bài thuốc dân gian và y học cổ truyền. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Việt, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Trong lá cây ngải cứu có hàm lượng tinh dầu tương đối lớn. Các thành phần trong đó chủ yếu là monotenphen và tetratetracetin, dihydromachit ester, chitcosanol, chafen, ancol và một số chất khác. Trong dân gian, cây ngải cứu được dùng rất nhiều trong những bài thuốc chữa các bệnh thông thường, đặc biệt là tác dụng tốt đối với việc cầm máu, điều hòa kinh nguyệt, chữa đau đầu, tiêu chảy, chướng bụng. Ngải cứu được dùng như một loại rau ăn thường hàng ngày của rất nhiều gia đình Việt Nam và được yêu thích với vị hơi đắng và thơm. Nếu bạn quan tâm tới chủ đề ngày hôm nay, hãy ở lại đây cùng Diệp đến cuối video. Bạn cũng có thể ủng hộ Diệp bằng cách để lại một bình luận tích cực ở phía dưới video này nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Phần 1 là những tác dụng của ngải cứu trong dân gian. Các bài thuốc dân gian cổ truyền chắc chắn không thể thiếu ngải cứu. Đây là một loại thảo dược dễ kiếm và được cho là có nhiều tác dụng trong hỗ trợ điều trị một số bệnh thông thường. Trong đó có thể kể đến các bài thuốc phổ biến có nhiều tác dụng như sau. 1 là chữa bệnh về xương khớp. Nhờ tính ấm nên ngải cứu được dùng phổ biến trong những bài thuốc chữa bệnh về xương khớp. Cây có tác dụng lưu thông khí huyết, tăng cường khả năng lưu thông máu, tốt cho hệ xương khớp, đau giảm, kháng viêm, nhất là đối với những người bị gai cột sống, thấp khớp. Có thể giã ngải cứu, lấy nước cốt pha mật ong để uống hoặc là nâm nhuyễn làm thuốc đắp. Thứ hai là tác dụng về an thai. Trong dân gian, ngải cứu là bài thuốc rất hiệu quả, hỗ trợ điều trị những trường hợp phụ nữ mang thai dọa sẽ giúp an thai hiệu quả. Đây là một bài thuốc áp dụng cho những phụ nữ mắc chứng tử cung lệch, khó mang thai. Tuy nhiên, bài thuốc này chỉ có tác dụng khi được sử dụng đúng liều lượng và kết hợp với một số loại thảo dược khác để làm tăng dự tính của ngải cứu. Thứ ba là hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Với tính ấm, ngải cứu còn được dùng làm bài thuốc hữu hiệu trong việc hỗ trợ và làm giảm đau bụng kinh, đau lưng. Chúng cũng là bài thuốc giúp hỗ trợ và điều trị kinh nguyệt đối với những người có kỳ kinh nguyệt không đều. Thứ tư là giúp cầm máu. Thành phần trong ngải cứu có tác dụng tốt cầm máu, kháng viêm, sát khuẩn, giảm đau. Nhờ thế, đây là bài thuốc hữu hiệu áp dụng cho những trường hợp cần sơ cứu nhanh và khẩn cấp, nhất là những trường hợp bị thương đứt tay chân hoặc là bị rắn cắn. Thứ năm là chữa bệnh mẩn ngứa, nổi về đây. Trong tinh dầu ngải cứu có các thành phần chống viêm, kháng khuẩn rất tốt nên được dùng làm bài thuốc hữu hiệu có tác dụng chữa mẩn ngứa, về đây, mụn nhọt. Ngoài ra, ngải cứu tươi còn có thể đâm nhuyễn đắp trực tiếp lên vết mẩn ngứa hoặc nhọt giúp kháng viêm hiệu quả tốt. Hoặc dùng đun với lấy nước tắm chữa rôm sảy mề đay cũng rất là hữu hiệu. Thứ sáu là chữa chứng suy nhược cơ thể. Ngải cứu trong dân gian được biết đến là một bài thuốc bổ vô cùng hữu hiệu. Lá của cây kết hợp với hạt sen, táo đỏ dùng để hầm gà át là món ăn đại bổ, giúp khai thông khí huyết, trị chứng chán ăn, suy nhược cơ thể ở những người mới uống dậy bệnh lâu ngày. Thứ bảy là giúp máu lưu thông. Với những trường hợp thường xuyên bị chóng mặt, hoa mắt do máu lưu thông kém cũng được khuyên nên sử dụng ngải cứu. Lá ngải có thể dùng làm thức ăn hàng ngày, dùng nấu canh, rán trứng để ăn hàng tuần sẽ cải thiện khả năng tuần hoàn máu não. Thứ tám là chữa bệnh đường hô hấp. Trên ngải cứu còn được kết hợp với một số loại thảo dược khác như là lá bưởi, khuynh diệp để chữa các bệnh chứng cảm mạo, ho khan, đau họng. Dùng đun nước uống hoặc sau ngải cứu đều rất tốt những trường hợp này. Ngoài ra, ngải cứu còn có rất nhiều tác dụng khác như là chữa tụt huyết áp, chữa bệnh run sán, cải thiện lưu thông máu. Đây còn được coi là một loại thực phẩm bổ dưỡng ngon miệng, có thể chế biến thành nhiều món ngon, tốt cho sức khỏe, được nhiều người yêu thích. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần 2, một số
lưu ý khi sử dụng lá ngải cứu bạn cần biết. Ngải cứu được biết đến là rất nhiều có tác dụng về bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng đời sống hàng ngày cũng như sử dụng làm thuốc cần cẩn trọng. Trong dân gian cũng chỉ ra rằng nếu sử dụng quá nhiều ngải cứu có thể dẫn tới ngộ độc, hoặc nếu sử dụng không đúng cách có thể gây phản tác dụng. Vì thế, việc sử dụng ngải cứu cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất là không nên sử dụng quá nhiều ngải cứu, mỗi lần chỉ nên ăn tối đa 5 ngọn, mỗi tuần không nên ăn quá 3 lần. Thứ hai, người đang mang thai hoặc là từng sảy thai, sinh non không nên ăn. Thứ ba, phụ nữ cho con bú cũng không nên sử dụng ngải cứu hàng ngày. Thứ tư là không dùng ngải cứu làm thuốc kết hợp với các loại thuốc chữa trầm cảm, tiểu đường, chống đông máu, ung thư, kháng khuẩn sẽ gây ra tương tác và phản tác dụng của thuốc. Thứ năm, cần hết sức cẩn trọng khi dùng ngải cứu với những người có cơ địa mẫn cảm với thảo dược. Thứ sáu là không dùng ngải cứu dài ngày quá 4 tuần. Và chúc mừng bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hãy để lại bình luận tích cực để Diệp được tương tác với bạn nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ để nhiều người biết và cùng áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem hết video. Hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng lúc 8 giờ tối ngày mai. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.